Đà Nẵng sẽ trở thành điểm du lịch gốc hàng đầu của châu Á và thế giới. Như chúng ta đã biết, thành phố Đà Nẵng nằm ở vị trí chiến lược của miền Trung Việt Nam, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng, đường không, đường biển, đường bộ. Nằm ở vị trí trung độ của đất nước, Đà Nẵng được ban tặng tổ hợp những tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn và những giá trị của lịch sử hiếm có như tài nguyên biển, rừng, cảnh quan, di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống, lễ hội. Vì vậy, Đà Nẵng luôn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng khiến cho du khách quốc tế tâm đắc nhất mỗi khi đến Việt Nam. Gần đây, Đà Nẵng còn đang lên kế hoạch phấn đấu trở thành điểm du lịch gốc hàng đầu của châu Á và thế giới. Lễ hội du lịch gốc Đà Nẵng 2022 quy mô lớn được kỳ vọng là cú hích cho du lịch gốc tại Việt Nam sắp diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay. Từ năm 2022, thành phố Đà Nẵng sẽ đăng cai giải gốc phát triển châu Á ADT của ASEAN Tour trong 3 năm liên tiếp để thu hút khách quốc tế và đẩy mạnh phát triển ngành du lịch chất lượng cao. Mùa giải khai mạc năm nay sẽ có 144 gốc thủ quốc tế tham gia tranh tài. Du lịch Việt Nam lại càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch gốc Đà Nẵng 2022 cho biết chương trình này sẽ diễn ra từ cuối tháng 8 với loạt hoạt động hấp dẫn như hội thảo quốc tế về phát triển du lịch gốc, các hoạt động tham quan trải nghiệm, tập thử gốc, hoạt động quảng bá ẩm thực, cuộc thi hoa hậu gốc và đặc biệt là sự kiện tâm điểm, giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 nằm trong hệ thống giải gốc phát triển châu Á ADT của ASEAN Tour. Theo đó, giải đấu dự kiến quy tụ 144 golfer chuyên nghiệp quốc tế và Việt Nam, gồm một giải đấu Pro-Am chuyên nghiệp nghiệp dư và 3 vòng thi đấu chính thức. Sau 2 ngày thi đấu, 50 golfer dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ được thi đấu vòng chung kết để nhận được tiền thưởng với tổng giải thưởng lên đến 75.000 USD. Giải đấu được tổ chức tại sân BRG Đà Nẵng Golf Resort. Sân golf được tạp chí Golf Digest bình chọn nằm trong danh sách top 100 sân golf tốt nhất trên thế giới năm 2022. Với thông điệp Infinite Connection, kết nối là vô tận, giải đấu hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn tháng 8 năm 2022, lấy biểu tượng hình ảnh là những cây cầu, một trong những đặc điểm nổi bật của Đà Nẵng. Giải đấu năm nay chính là cơ hội để kết nối golf Việt Nam và golf thế giới. Sự giao thoa những giá trị thể thao, văn hóa, con người, đồng thời là bước đệm cho sự vươn xa trên nhiều lĩnh vực, mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Giải đấu được xem là cú hích đối với sự phát triển du lịch gốc tại Việt Nam và là câu trả lời chân thật nhất cho lý do vì sao Việt Nam liên tục được bầu chọn là điểm đến gốc hấp dẫn nhất châu Á và điểm đến gốc hấp dẫn nhất trên thế giới. Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch, việc đăng cai giải gốc trong 3 năm liên tiếp nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch quốc tế đến thành phố này, ông Bình cho biết. Từ giữa tháng 3 năm 2022 tới nay, ngành du lịch Đà Nẵng đã trở lại và sôi động hơn rất nhiều nhờ các sự kiện lớn như Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á, Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng, Lễ hội Khinh khí cầu và tiếp tục sắp tới đây là Lễ hội Du lịch gốc Đà Nẵng 2022. Các chương trình, sự kiện có sự đồng hành của các doanh nghiệp du lịch lớn như IPB Travel Retail, Sun Group, BRG và các đơn vị phối hợp đã đem lại sinh khí và sức sống cho ngành du lịch thành phố. Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh chia sẻ, việc đăng cai giải gốc phát triển châu Á góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á. Bà Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, thành phố sẽ tổ chức lễ hội du lịch gốc Đà Nẵng 2022 từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2022 với rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, giải gốc phát triển châu Á có tên gọi là BRG, Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 là hoạt động chính. Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, ngay sau khi có chủ trương mở cửa lại từ giữa tháng 3 năm 2022, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố đã khởi sắc mạnh mẽ với nhiều tín hiệu tích cực. Các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét, nhiều hoạt động, sự kiện mang tầm quốc tế trong năm 2022, gồm Lễ hội Khinh khí cầu tại Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á, Routes Asia 2022, Lễ hội Du lịch gốc Đà Nẵng 2022, bà Hạnh cho biết thêm. Cùng với hệ thống các sân gốc đẳng cấp miền Trung, với hai sân gốc BRG Đà Nẵng Golf Club và sân Banana Hill Golf Club tại Đà Nẵng, với bãi biển tuyệt vời, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới, cơ sở hạ tầng tốt,
Sân bay quốc tế và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ tạo nên cơ hội tốt để phát triển du lịch golf của Đà Nẵng trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội cho hay, Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố du lịch với những bãi biển đẹp, sân golf đẳng cấp do các tên tuổi hàng đầu thế giới như Jack Nicklaus hay Drake Norman thiết kế. Lễ hội lớn năm nay sẽ mang lại giá trị truyền thống lớn trên quy mô toàn cầu, góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về con người, thiên nhiên, cảnh sắc Việt Nam, thu hút người yêu golf cũng như du khách đến với đất nước chúng ta. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức một lễ hội golf có quy mô lớn, tin tưởng rằng lễ hội sẽ mang lại giá trị truyền thống lớn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người, thiên nhiên, cảnh sắc Việt Nam, thu hút những người yêu golf, du khách đến với Đà Nẵng, Việt Nam. Đây cũng là một cột mốc quan trọng trong việc phát triển tiềm năng du lịch golf của thành phố, trở thành một điểm đến du lịch golf hàng đầu của châu Á và thế giới, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao. Đại diện tập đoàn BRG, đơn vị đồng hành cùng giải cho biết, sự kiện này là minh chứng về nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị trên con đường đưa golf Việt Nam vươn tầm quốc tế, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch golf. Tập đoàn sẽ đồng hành, hỗ trợ những điều kiện tốt nhất để giải đấu thành công, ấn tượng với những trải nghiệm khó quên với mọi golf thủ, du khách. Bà Nguyễn Thị Nga, người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn BRG, chia sẻ, mặc dù COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực và nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, bao gồm cả golf, nhưng tôi tin rằng những thách thức này sẽ không thể cản trở hay phủ nhận được sự phát triển của ngành công nghiệp golf trong tương lai. Bà Nga cũng cho rằng chất lượng của hơn 60 cơ sở golf tại Việt Nam trong những năm tới chắc chắn sẽ đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng phổ biến của những golf thủ cao cấp từ khắp châu Á và trên thế giới. Ông Ken Kudo, đại diện cho Asian Development Tour, là đơn vị đồng tổ chức giải chia sẻ, golf Việt Nam đang có những sự phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây với nhiều sân golf chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Trước đó, Việt Nam đã đăng cai thành công nhiều giải đấu lớn của Asian Tour. Sự kiện lần này sẽ là một dấu mốc quan trọng cho golf Việt Nam, nhất là với Đà Nẵng. Các golfer của chúng tôi đang rất háo hức để được đến Việt Nam thi đấu, trải nghiệm các sân golf được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Drake Norman. Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có được những bước phát triển mạnh và đạt được những thành tựu to lớn. Trên chặng đường phát triển đó, ngành du lịch ngày càng được thể hiện vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng, thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm, nâng cao. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, Đà Nẵng là thành phố trẻ nhưng đã tạo được dấu ấn riêng bằng cách xây dựng các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, nâng cao về chất lượng. Nhiều khu, điểm tham quan du lịch đã được các doanh nghiệp đầu tư bổ sung, phục vụ du khách như công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, khu giải trí Helio Center, khu nghỉ dưỡng Mikasuji Spa and Hotel Resort. Ngoài ra, Đà Nẵng còn định hình thương hiệu bằng việc tổ chức thành công nhiều lễ hội lớn mang tầm cỡ quốc tế, có dấu ấn như lễ hội pháo hoa quốc tế, đại hội thể thao bãi biển châu Á APG năm 2016, tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thành phố cũng được nhiều tổ chức, đơn vị vinh danh, trong đó nổi bật nhất là giải thưởng điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2016. Nhờ có những giải thưởng này mà vị thế của du lịch Đà Nẵng ngày càng được khẳng định và tạo được uy tín trên bản đồ du lịch quốc tế, chất lượng sống cho người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Bên cạnh việc tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển du lịch, thành phố còn không ngừng tìm tòi khai thác, kiến tạo ra những sản phẩm du lịch mới lạ và hấp dẫn. Đà Nẵng cũng rất chủ động trong việc liên kết các địa phương, vừa hỗ trợ du lịch phát triển, vừa cùng nhau tạo nên các sản phẩm liên kết vùng miền đặc sắc. Sau 25 năm trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã cởi bỏ chiếc áo chật hẹp để trở thành đô thị phát triển năng động bậc nhất trong khu vực. Một giai đoạn mới mở ra nhiều cơ hội, triển vọng nhưng cũng nhiều thách thức. Đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn, tiếp tục chung tay xây dựng một thành phố bên sông Hàn giàu đẹp, an bình và đáng sống và ngày càng vang danh trên bản đồ du lịch thế giới. Quý vị có phải là một người đam mê với môn thể thao nữ hoàng? Đây chắc chắn sẽ là sự kiện đáng để mong chờ nhất trong tháng tới. Hãy chia sẻ ngay góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé! Vâng, và video ngày hôm nay của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị yêu thích video, đừng quên tặng F1 like, đăng ký kênh
và hãy bật ngay nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những video hay và hấp dẫn nhất từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.